với các bác và anh em, anh Nguyễn đang test một quả hát VIP cho phó chủ tịch bác Cường ở Yên Bái. Bộ này có tổng là 48.100.000. Một là Zibel sản xuất tại Mỹ 8215 và xuất Mỹ 40 tại Mỹ Bích Mỹ vang vi lấy 6 và lượng tiền 20.300.000 đi ạ. Vào tình yêu nỗi vui tan trong biển nhớ. Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn, bình lửa đang còn kia bao người như ta sống ly tan. Mẹ xa thương con đi tìm trong tiếng đàn, vợ hiền đêm đêm khóc trong với chất âm của loa GV, có lẽ là sinh phục được tất cả những hàng khó tính nhất và có thể là khó tính nhất và yêu cầu cao nhất. Chơi chiếc đánh len keng lách tách chân nan, giải phát đánh ấp bình và phò thế phát đánh rất sâu. Ghép với đúng bài bản, đúng công thức, đưa ra vào trong Việt Nam tinh tế xuất sắc. Em ở đâu? Dù đi mèo. Với giọng ca của Trấn Thành. Anh ở yên thì xa thương về em đang sống bơ vơ. 48.100.000 thôi nhá. Rất rõ về lời ca. Tiếng đánh bay sáng, bay sáng. Đây là một bức tranh toàn cảnh về một vỏ hát VIP 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 đến từ Mỹ và được trực tiếp người Việt Nam mình thiết kế và set up, tạo lên cho người Việt Nam một cái sự dân tộc và chất âm của Việt Nam. Sự âm thanh nó giống như là bức tranh, có những bức tranh rất đắt và có bức tranh rất đẹp. Âm thanh vậy, đó là thổi hồn trong cái bộ hát và nghe nhạc này. Anh hỏi mình đành đành vui khi đời còn buồn, mình lửa đang còn tiếc bao người như ta sống ly tan. Mẹ xa thương con đi tìm trong tiếng đàn, vợ hiền đêm đêm khóc trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng lòng nhau là vì đất mẹ mẹ sống yên vui không sống lừa mò. Chàng kia lên ơi không phải mộng, hòa châu xa chỉ là em ở kinh đô một lòng yêu anh ba đời chưa. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi. Rồi em tắt đi và giới thiệu bác về một bộ hát đến từ ba quốc gia lớn vừa và nhỏ. Thì cái bộ này 2/3 đến từ Mỹ nhá. Đầu tiên là đôi loa đến từ Mỹ, bãi xịn JBL, một tên là MR86, dụng một củ bát 40 từ 19-16, tép kèn từ 14-44.4. Một dòng loa bãi siêu chọn cho một chất âm có thể nói là ngọt ngào, sâu sắc. Tép đánh thì quá phê rồi, bát đánh thì quá lực rồi. Đấy, đôi này trong cái dạng đẹp sắc luôn nhá. Thì cái bộ này em sẽ xét cho phó chủ tịch Cường ở Yên Bái và một quả súp 40 JBL súp hầm cho tiếng bát đánh gọi là uy lực ấy. Uy lực mà tạo đủ chấm cho giàn âm thanh. Đây là bãi nhất đến từ Mỹ và một bộ mic Mỹ đầu vàng tay kim cương ST-C5 rất hợp cho đôi loa này. Thế nhưng cái mic này lắp cho đôi loa
125, 225 thì không hợp. Đấy, thế lạ chứ. Nhưng lắp theo dòng loa như là 825, 826 rồi là đời đấy thì rất là hợp. Đầu vàng, tay kim cương, 6 số tự ngắt, tiếng cực kỳ bay nhẹ và thoáng. Như cái tay nó đẹp không? Như những cái màu ở cái đây là kim cương này. Bắt sáng. Một chiếc lưng lưng tiếng của Việt Nam, IB300. Đấy, nó là nguồn sáng tạo cho tất cả các dòng lưng tiếng bây giờ. Đẹp. Nó có nhiệm vụ là trang trí về phần âm thanh. Và một chiếc vang số huyền thoại Vila X6. Con này nó gọi là nó là tiền thân của tất cả những dòng vang số bây giờ. Nó vẫn là một trong những anh cả trong ngành karaoke nhé. Và xử lý nhạc vang số mà. Đấy. Và một cụ đẩy của Mỹ số top 4 cây. Có cho tôi ra là 1000W một cây. Đánh thì thôi rồi. Chạy sò LGB kép, sò mới nhất bây giờ, công nghệ cao nhất bây giờ. Đấy, có chức năng bảo vệ chậm. Thì cái đẩy này có giá là 11 triệu, vang 4 triệu, lưng tiếng 1,6 triệu, mic 3 triệu rưỡi mới nhé. 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6, loa 22 triệu và còn súp này là 6 triệu. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn bác kết nối nhá. Đấy, đây là phút thứ bao nhiêu nhỉ? Phút 6, bác sẽ thua đến phút 6 nhá. Thì cách thức đầu tiên là bác sẽ có một con lưng tiếng và một con vang và con đẩy. Thì mic bác sẽ, nếu là mic vôn ấy, thì bác để cho em là vôn như này. Thì bác để cho em khoảng tầm là 22, 23, 24, 25. Đấy, 22, 23, 24, 25 là vôn ấn lượng, vôn mic này. Thì vôn mic này. Nhưng cái mic này thì để 45 cho mic nhà bác này, để từ 22 đến 24. Nếu là trên áp thì bác để em khoảng, trên áp ấy, thì bác để em tầm 1 giờ này. Nhiều cái mic này trên áp, to nhỏ vôn mic nhá. To nhỏ của đầu micro này. Trên áp để em khoảng 1 giờ, 12 giờ. Tùy theo độ nhạy của từng mic để mình quyết định đặt làm sao hợp lý. Còn cái lưng tiếng có 3 kênh thì đây là bass thì bác để cho em tầm 12 giờ. Cái tu này để cho em 11 giờ. Cái processor này để cho em 12 giờ. Cái check để 12 giờ. Cứ tạm thời để này á nhá. Sau đó mình sẽ tinh chỉnh theo ý mình. Tép là 2 mid, chỉnh hai bên phải giống nhau. Ở low mid là bass thì muốn bass tăng lên. Muốn tép tăng lên. Hạ bass thì giảm xuống. Thì cứ để 12 giờ đó. 12 giờ đó là cái chế độ không sâu không tốt. Đấy, hai kênh phải chỉnh như nhau thì nó cho ra âm hai bên này giống nhau. Đấy, còn cụ đẩy ấy, thì bác cắm cho em này. Đẩy cho bác 4 kênh thì kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4. Cố gắng là ghi là A, B, C, D. Nhưng mà cứ nhìn theo chiều đối diện như này. Đối diện bên đẩy này thì cứ tính từ bên này trái ra đi. 1, 2, 3, 4. Hay còn A, B, C. Thì kênh 3, kênh 4 này sẽ đánh cho đô la Mỹ này. Nhá. Bởi vì cho nó thuận dây. Thì để cho em bây giờ 12 giờ này. Thì có để cho em khoảng là 1 giờ. Hoặc 12 rưỡi nhá. Tùy theo khi hát ấy là từ 12 giờ đến 1 giờ. Nên nhiều con đẩy nó lì thì phải để đến 2 giờ, thậm chí đến 3 giờ nhá. Nhưng mà con đẩy Mỹ này thì em chỉ để tầm 12 rưỡi thôi. Là đánh nó tiếng ra nó chắc. Đặc biệt là hát những con đẩy Mỹ này cũng cái mic này. Cắm những con đẩy Mỹ này tiếng ra nó chắc nhá. Như con BS mà cũng vậy, BS EO 4008 hay con Motivity cắm phát tiếng mic nó chắc này. Tức là giống như người con gái và anh em xem hài người ta bảo là chặt chẽ giờ đấy, chặt chẽ chắc đấy, kiểu đấy thì đấy nó cũng vậy, cái mic nó cũng lực hơn mà nó có độ mà uyên thâm hơn. Thì kênh giữa này thì bác có thể đánh đuôi 25 đấy, và cái súp này thì mình sẽ điều chỉnh nhá. Kênh một đánh súp điều chỉnh theo cái nhu cầu của mình nghe đấy, nhu cầu mình nghe nhá. Cái này không cố định, nghe bé thì lưng súp lên một tí, nghe to thì giảm một chút xuống đấy. Thì khi nghe đây thì cái nút này là nút to nhỏ mic này. Cái mic của bác thì hiện tại bây giờ em đang để cái thông số cũng bình thường thôi. Để bác chú ý nhá. Cái này là cái để khai thác được chất âm hay nhất anh em nhé. Các bác có thể bỏ ra 5-10 phút. Các bác bỏ ra mấy chục triệu cũng sao, nhưng bỏ ra 5-10 phút có khi lại không bỏ. Đúng không? Đấy thì cái này là nó là to nhỏ mic này. Mic em để 31. Đây, to nhỏ mic. Thì nếu mà hát cảm được phê lắm, chơi nhẹ lắm thì bác có thể tăng lên 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tùy bác nhé. Làm sao mic đừng có nhẹ quá, đừng có nặng quá, mà vừa tầm hát hay nhất. Nhại 44 muốn tăng giảm vào đây. Thì nhiều anh em xem kênh của em thì bảo là anh để nhiều nhại quá. Thực ra nhại ít hay nhiều thì giảm này. Cái 41 là hết luôn thôi. Thực ra người mới hát thì mới để cho 43, 44. Còn bình thường nếu mình để 42 là coi không còn. Nó còn rất là vừa thôi. Còn nhạc khởi động là 6 này. Nút này nút to nhỏ nhạc. Anh nhìn nhá. Đây nút to nhỏ nhạc này. Là music là to nhỏ nhạc. Cái này là nhạy ít nhạy nhiều, lúc này là nút to nhỏ mic. Thì cứ tắt điện đi bật lên nó lại là nhạy 44, 43, 44, nhạc là 6.
6 và mic thì nó là 31. Đấy, khi hát để này nhá, để đấy này. Còn khi nghe nhạc thì các bác có thể giảm xuống này. Giảm xuống. Và căng cái volume lượng lên cho nghe nó đã tai nhá. Căng volume lượng lên. Nếu các bác để to này thì các bác giảm cái volume lượng của vang xuống 1 thì nó đã to lắm rồi. Mà xuống 1 thì cơ bản là nó hết âm sắc rồi. Tín hiệu ra yếu rồi nhá. Đấy, và thì em vậy. Về cái cấu hình để. Thế là với sau cắm như này. Đây anh em xem nhé. Cắm này. Thì bên loa Mỹ thì các bác chơi thì bác lên để cho em chế độ không decibel thôi. Còn cái này là nhiều tép này, cộng 2. Cái này, này giữa là ít tép này. À, xuống dưới này là trung bình tép. Thì đây là cái cổng cắm. Hai lỗ lỗ lạng cắm tập sâu vào trong này. Đấy, dây là dây rất là mềm xịn sò nhá. Đấy, loa bên này cũng vậy. Loa bên này cũng vậy. Tắt này. Và em nói rồi, kênh 3 kênh 4 là đánh cho 3 4 là đánh cho loa Mỹ. Và kênh giữa là đánh cho loa center. Đây, thách cắm với xong này. Nó rất là dễ. Rút thẳng ra cắm từ đầu đến cuối nhá. Cho nó chuẩn luôn này. Đấy. Cái đẩy 4 kênh như nhau thì tại sao em bổ bác đánh là kênh 3 kênh 4 là đánh full đúng không? À, một súp hai là center về chỗ thuận dây nhé. Thì nhạc bác sẽ cắm cho em vào một lần tiếng này. Đấy, lần tiếng này. Đây là súp anh nhé. Đừng súp đừng cắm vào. Đây. Đây là súp. Còn cái lần tiếng thường nó sẽ có cái lỗ như này. Input này. Việt Nam thì nó có lỗ đỏ, lỗ trắng, nhưng của Trung Quốc thì nó chỉ có hai màu trắng. Còn là hai màu đỏ gần nhau này. Thì cái hàng lần tiếng ấy vào nó hàng ngang. Màu gì không còn biết, nhưng cứ hai input liền kề nhau là vào. Tức cái này phát nhạc từ đâu ra? Từ máy tính này, từ tivi nhà các bác này, đúng không? Từ điện thoại thì bác cắm đây chứ. Đấy. Cắm vào. Là tiếng nó hai kênh mà, kênh số 1 kênh số 2. Thì nó hỗ trợ bác được vào bằng cả ca lông này. Đây. Vào. Lỗ vào này nó giống như lỗ vào bên này. Và lỗ vào này nó giống lỗ này. Đấy nhá. Ra thì có thể bác dùng ca lông được. Lông ra đây. Ra đây. Bác chuyển đổi xuống cắm mà hai lỗ in một này, nhưng mà đây em dùng AV cho tiện. Nói chung chuyển đổi em không thích lắm, lý do là chuyển đổi nó hay lằng nhằng, đôi khi nó hàn riết, nó không chuẩn là nó hay bị chập chờn, nó sôi xèo đấy. Hai cái da ở dưới là amut nhé. Đây, thì em sẽ cắm vào đường in một đây. Đấy, là xong nhá, quay cho nhạc xong rồi. Cứ cắm vào con lưng tự nó đẻ ra, nó sung vang đẻ ra các cổng này. Thì bác nhìn vào đây, các cổng này. MRML đánh cho loa Mỹ, center đánh cho đôi 25 và súp đây. Còn hạ cái âm thanh của SRSL nó cũng giống center. Thì em đã cắm thứ tự nhá, đây. Kênh 3 kênh 4 đây. Kênh 3 kênh 4 em cắm đúng thứ hướng nhá. Đây. Cái phát. Đẩy 4 kênh như nhau nhá, cắm lại cũng được. Đấy, như này là đánh cho loa Mỹ này xong rồi. Đây ra đây. Thế cái kẹp nó cũng giống như cái này. Cái kẹp lại giống như này. Còn cái kênh này, kênh là kênh 2 là center, thì nếu bác có đôi là 25 thì bác đánh cho em. Đấy. 25 đi. Center. Còn nếu bác không thích thì bác sẽ cắm vào link nha. Ở dưới nó sẽ có hai lỗ link này. Hai lỗ link này lôi link nào cũng được. Lại thích thì đánh kiểu đấy cũng được. Không thì đánh vào cái cổng center kia. Lo bé thì giảm cái vô đẩy xuống một tí. Còn súp thì bác đánh vào súp. Súp vào cái cùng này. Cắm nhau đẹp đúng không ạ? Còn đẩy thì thích cắm nào cắm, thích cắm hai này full được, đây là center này là súp, đấy, thì quy trình cắm vậy, dây bắt cài vào đây, một là súp này, cắm một ra súp, còn lỗ lưu trích thì không thích mình không có lưu trích mình cài, mình bạn ra mình kẹp vào, đấy, thế thôi. Khi làm xong thì mình cắm mấy cái lỗ sau này, bật nhạc lên thử từng kênh một như này, chạy là ok nhé, mình thành công ấy. Chú ý là cái gạt kiếc nó phải chuẩn tí bao. Đấy, khi mình làm xong thì mình có thể là kiểm tra từng kênh một của nó. Giảm nó xuống. Đấy, điện nháy là đủ rồi. Ok đúng không? Đấy, xong nhá. Đấy. Này phải đảo lại loa. Đảo lại loa bên này. Thì nó thuận hơn. Này ngược này. Đấy. Này center thì chưa cắm chút loa. Xúp ấy. Lần em gõ cửa ghé thăm.
chưa mấy bữa nay phải tắt tẻ nhé, không cắm lỗ đục loa cái mic nó lỗ kinh lắm đấy, bật lên này cho yên ả, có nhu cầu làm có linh nguồn vào thì nó rất tiện nhé. Làm chi sẽ khổ mic là hello là ok em, đêm lá mùa thu hương đổ. Khi bác thử mic thì bác đừng đi cho nhạc tắt nhạc đi, mình bật mic cách cách xa, đừng mà cầm cầm mic quay vào loa này nhé đấy, đừng mà cầm đầu mic quay vào loa cháy tép thôi nhé, chú ý đấy, bật lên này xong mình thử cái mic đã, 1 2 mic và nhạc nó độc lập với nhau thì cái thông số em nói rồi, vốn nó nhỏ của mic này có vang của đẩy này hợp lý chưa, 1 2 xong cho nhạc chạy.